ATM Lucky, cùng hạnh phúc, cùng thịnh vượng. Theo dự kiến, tại đại hội cổ đông của Viettel diễn ra vào ngày 25 tháng 6 tới, sẽ có tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc bổ sung ngành nghề mới, kinh doanh xuất nhập khẩu cà phê. Trong tờ trình này, Viettel Global cho biết hiện nay một số thị trường đầu tư của tổng công ty đang thiếu hụt nguồn cung đô la Mỹ, dẫn đến việc công ty con không có nguồn đô la Mỹ để trả nợ hợp đồng thu mua thiết bị với Viettel Global. Do đó, tổng công ty dự kiến ký hợp đồng thu mua cà phê với công ty thị trường để thay thế nguồn cung đô la Mỹ cần thu từ công ty con tại thị trường. Ông Tào Đức Thắng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel cho biết, Viettel Global cũng tính toán để không thụ động, phụ thuộc vào trông chờ các chính sách của chính phủ các nước trong việc giải quyết những khó khăn về tỷ giá mà bản thân Viettel Global cũng phải tìm phương án để ứng phó. Trong đó, có tính đến giải pháp mua hàng hóa tại một số thị trường Viettel bằng tiền bản địa, sau đó sẽ chuyển về nước bán thu tiền. Cụ thể, các hàng hóa là thế mạnh của các nước như châu Phi có các loại hạt rất đa dạng, giàu tài nguyên, khoáng sản gỗ, nhiều mặt hàng về sợi, thì Viettel Global có thể mua về bán trong nước hoặc xuất khẩu trực tiếp sang các nước để giảm rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận.